Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Toàn dân hỏa tuyến. Kỷ du ra lão binh thỉnh cầu xuất chiến, xuyên qua toàn dân hỏa tuyến thế giới, bắt đầu kích hoạt ma cải khí. Một thanh nhìn như bình dân vũ khí M16, thương tổn dĩ nhiên vượt qua trong truyền thuyết thần khí, một thương miễu sát khiêu chiến cự nhân thành 30 cửa bốt. Một thanh ba rét, trực tiếp tiêu trừ lực giật, thương tổn kéo đầy, trong khiêu chiến như ga liên, giống như tử thần. Một thanh ga liên, càng là trực tiếp tiêu trừ trọng lượng, bị nhân vật chính một cái tay cầm ở trong tay. Ai nói treo cổ vô sĩ? Tôi mở máy, tôi tự hào, tôi làm người phát ngôn cho cựu chiến binh kỹ du ra. Cứ như vậy. Ở tương lai một ngày nào đó, ở người khác trung rẩy lòng lộng cầm bình dân vũ khí M16, M416 các loại vũ khí lúc, nhân vật chính lại trái cầm ba rét, phải cầm ga liên, người khoác lực phòng ngự kéo đầy áo chống đạn đầu chống đạn, giống như thần thoại giáng lâm sinh hóa, bạo phá, khiêu chiến, xếp hạng hình thức bên trong. Trong lúc loáng thoáng, có tiếng nói của thiên ngoại truyền vào bên tai. Lưng. Lưng đeo hành lý. Tất cả mọi người cũng biết, người này, chính là trong truyền thuyết người người sợ chi. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 thương đều cầm không vững, để ta bắn súng chiến. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Súng đều cầm không vững, để cho ta đánh đấu súng. Chúc mừng ngươi đi tới cái thế giới này, lính đánh thuê, đây là một cái toàn dân chiến tranh thế giới, cường đại lính đánh thuê có thể đạt được chí cao quy tắc khen thưởng. Mỗi lính đánh thuê đều có thể vào phó bản ảo để hoàn thành thử thách, căn cứ vào thành tích của lính đánh thuê khác nhau, mỗi lính đánh thuê đều nhận được phần thưởng xuyên qua mỗi một cái tràn đầy chiến hỏa khói thuốc súng chiến trường đi, lính đánh thuê, cố lên. Tân thủ ban đầu tặng. Vũ khí 10 liên rút, 10 liên rút. Ngẫu nhiên rút vũ khí, đại khái xác suất phổ thông vũ khí, xác suất cực nhỏ rút được thần khí mà cải sinh hóa hình thức. Song phương thông qua thiên đạo tiến hành xứng đôi, ngẫu nhiên lây nhiễm u linh, bên nào thắng lợi, bên đó liền có quy tắc khen thưởng, để nhất danh Acer khen thưởng gia tăng. Hình thức khiêu chiến Thông quan khiêu chiến phó bản có thể đạt được quy tắc khen thưởng, mỗi dòng binh tiến vào phó bản ban đầu có được 3 cái mạng, sau khi 3 cái mạng đều không còn, tuyên bố tử vong, tử vong lần này là tử vong chân thật. PS Hình thức này độ khó cực cao, lính đánh thuê cẩn thận lựa chọn hình thức bạo tạc. Song phương thông qua thiên đạo xứng đôi, đấu súng bình thường, bên nào thắng lợi, bên đó sẽ có quy tắc khen thưởng phần thưởng MVP của bên thắng chồng lên nhau, phần thưởng MVP của bên thua tăng lên một chút. PS Có thể lựa chọn hình thức Sinh tử chi chiến, vui chơi chi chiến U Linh hình thức Song phương thông qua thiên đạo xứng đôi, một bên là U Linh Cá nhân hình thức Tiến vào chiến trường, căn cứ cá nhân chiến tích Xếp hạng hình thức Dòng binh mỗi đạt tới một cái xếp hạng đẳng cấp, liền có thể đạt được thiên đạo khen thưởng đẳng cấp đạt tới vinh quang thương vương là có thể đạt được cao đẳng quy tắc khen thưởng vinh quang thương vương trên đạt tới thương vương chi vương có thể đạt được phần thưởng quy tắc tối cao trên vua thương vương còn có thương thần thương thần toàn cầu chỉ có thể sinh ra một người ts truyền thuyết trở thành thương thần đã có thể trở thành quốc vương tên người chơi liễu mộc biệt danh không thế giới tải trung, 95, 98, 100, nạp thành công, người chơi nhận được vũ khí mới. M16, kho hàng cá nhân. Tân thủ thập liên triều, M16, PS. Cái khác công năng chưa mở ra, mong người chơi mau chóng tiến hành lần thứ nhất khiêu chiến, liễu mộc đầu tiên là nhìn một chút trong tầm nhìn của mình nữa trong suốt màn hình, lại nhìn một chút trên tay mình ngâm đen, thô nặng, cứng trắng, lạnh như băng. M16 nhìn không được có chút trầm mặt. Tin tức trong màn hình không khó xem hiểu, đây không phải là thế giới xuyên qua hỏa tuyến sao. Thân là một cái mười năm hỏa tuyến lão binh, trung cực lão lục, đang nhìn những kia sinh hóa khiêu chiến cái gì, cái này mẹ nó, chính mình có thể không biết. Nhắm mắt lại cũng biết đây là tình huống gì. Bất quá đây là trọng điểm sao? Đó không phải là vấn đề. Trọng điểm là ta mẹ nó ngủ một giấc thẳng đến xuyên Việt. Tuy rằng trước khi ngủ đang chơi game, nhưng cũng không có nghĩa là liền hy vọng xuyên qua đến một trò chơi tương tự như xuyên qua hỏa tuyến. Biểu tình dần dần vặn vẹo, tay nắm M16 cũng dần dần dùng sức, tôi mẹ nó, liễu một tôi mặc dù ở trong trò chơi giết người vô số, được xưng là bá chủ khu A, nhưng là kia cũng chỉ là trò chơi mà thôi A, à. này mẹ nó lão tử thương cũng chưa sờ qua, ngươi để cho ta xuyên qua đến thế giới này làm lính đánh thuê. Cái này mẹ nó, nhân sinh vô thường đại tràng bao tiểu tràng, cuộc sống thật sự là mẹ nó quá kích thích. Ta muốn biết ta còn có thể quản lý xuyên qua chuyện này, nghỉ hè cao thấp phải đi làm hai tháng lính đánh thuê, cái này tốt rồi, trực tiếp liền tới, một chút chuẩn bị cũng không có. Biểu tình vặn vẹo đến cực hạn, liễu mộc trong nháy mắt muốn ném súng nằm ở trên giường ngủ tiếc, nhìn xem có thể xuyên việc mình trở về hay không, bất quá lý trí còn sót lại ngăn cản ý nghĩ không đáng tin cậy này của liễu mộc mà là ngược lại vọt tới cửa sổ hộ khẩu phòng mình nhìn ra phía ngoài. Đại bác Barrett M4A1 AK47 An94 và một người đàn ông to lớn với bộ ngực đầy sát thủ màu bạc, lông ngực và sát thủ màu bạc hòa lẫn vào nhau. Đột nhiên nhìn thấy giống như lông ngực màu bạc, hình ảnh này thật sự có chút cây mắt. Liễu Mộc đều dừng lại một lát mới khó khăn xoay tầm mắt. Bỏ qua lông ngực màu bạc, chỉ nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt rộn ràng nhốn nháo đầy đường xe cộ cửa hàng người đi đường những thứ này đều không khác gì liễu mộc đời trước khác biệt duy nhất chính là mỗi người đi dạo phố trên người đều mang theo các loại vũ khí ngay cả một cô gái thỏ nũng nịu chụp ảnh bên hông cũng treo một con chim ưng sa mạc này mẹ nó cảm giác xung kích thị giác trực tiếp bạo rạp liễu mộc che kín trái tim mình nội tâm hô to kích thích tầm mắt quét qua hai vòng bỏ qua cái kia màu bạc tráng hán bỏ qua thỏ nữ lan bỏ qua ba rết đại pháo. Quả nhiên, vẫn là ông nhu đại tỷ tỷ cùng súng ống càng xứng, càng có tương phản đẹp. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này đồng thời liễu mộc tự tác mình một cái, đây mẹ nó, đây là trọng điểm sao. Đem tầm mắt từ trên người ga liên mà đại tỷ tỷ ông nhu trí tuệ mang theo thu hồi lại, liễu mộc đi trở về bên giường, vẻ mặt sầu mi khổ kiểm. Được rồi, ngay cả súng cũng không có. Nhìn nhìn M16 trên tay mình, Liễu Mộc lập tức đổi giọng, được rồi, chính mình ngay cả súng cũng cầm không vững, cái này lại muốn đi cùng người ta sinh sôi nảy nở. Đây sợ là bốc đầu đã bị người ta cho một thương giết chết, không chừng giết chết coi như xong còn muốn trào phúng con gà cây. Dù sao Liễu Mộc đời trước cũng thường xuyên làm như vậy. Nước ra một lát, Liễu Mộc chỉ có thể thở dài, trong lòng tự an ủi mình. Cũng may, sự tình cũng không phải kém như mình nghĩ, căn cứ vào cách nói của màn sáng trước mặt mình, cho dù chết trong phó bản cũng sẽ không có hậu quả gì chỉ có cái mạng cuối cùng của hình thức khiêu chiến kia mới có thể chết thực tế nghĩ đến tâm tình của liễu mộc cũng khá hơn một chút sau đó cũng không có biện pháp nào khác liễu mộc cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực đó chính là mình từ đời trước xuyên qua đến xuyên qua hỏa tuyến thế giới hơn nữa nếu mình không ngoài ý muốn thì lập tức phải tiến vào phó bản này bắt đầu hạ phó bản dù sao tin tức trên màn sáng trước mặt vẫn luôn đang đến ngược liễu mộc dùng chân suy đoán cũng biết đây là thiên đạo đang thúc giục mình nhanh chóng tiến vào trò chơi cũng không biết mình khu a nhất bá địa vị ở thế giới này có hữu dụng hay không hẳn là có thể chết ít hai lần a bất quá cái thế giới này cũng có chỗ tốt đời trước những cái kia nữ trang đại lão nhiều như vậy từng cái ngụy thanh giả ảnh chơi được bay lên liễu mộc chính mình liền mang theo không biết bao nhiêu ngực lông đại hán hiện tại trực tiếp tự mình đi vào sẽ không còn có nữ trang đại lão chứ nếu thật sự là có lão đại nữ trang nhìn không ra. Hình như, cũng có thể chấp nhận. Ông những ý nghĩ rất kỳ quái này, Liễu Mộc đưa tầm mắt nhìn về phía màn hình nữa trong suốt trước mặt mình. Cái tên này đã có, là tên thật của mình, về phần nickname. Suy nghĩ một chút, Liễu Mộc trực tiếp đem chính mình kiếp trước trong trò chơi nickname viết lên. Cựu chiến binh Jurassic được rồi, kỹ Jura lão binh xem ra là không được, hiện tại mình là gì thế giới lão binh chương không hai thập liên trúc mà cải khí kích hoạt bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương hai mười hút liền mà cải khí kích hoạt sửa sang lại suy nghĩ một chút hai mắt liễu mộc nhìn về phía màn sáng nữa trong suốt trước mặt mình tên người chơi liễu mộc biệt danh cựu chiến binh kỹ du ra đẳng cấp một số lần phó bản nổ tung không số lần phó bản sinh hóa không số lần khiêu chiến phó bản. Không số lần phó bản cá nhân. Không xếp hạng đẳng cấp. Chưa xác định danh hiệu. Vô chiến đội. Vô kho hàng cá nhân. Mười đại đội hút, M16, mẹ nó, nhìn chính là một phen nước mắt chua xót cả người đều là một cổ khí tức keo kiệt. Nhìn chính mình duy nhất một cái M16, lại nghĩ vừa rồi cái kia thanh màu bạc lông ngực. Sát thủ, mình làm sao so với người ta. Liễu Mộc vừa vặn đứng lên tâm tình đột nhiên có chút trầm trọng, thậm chí dâng lên dùng M16 một thương giết chết chính mình nhìn xem có thể hay không xuyên qua trở về loại ý nghĩ này. Đem ý nghĩ kỳ quái này đè xuống, Liễu Mộc mạnh mẽ làm cho mình tỉnh táo lại, tuy rằng cuộc sống vô thường, làm cho ta đường đường là một bá chủ khu A rơi vào hoàn cảnh này, nhưng cũng may, trời không tuyệt đường người, kho hàng không phải còn có một người mới 10 lần rút thăm sao vạn nhất vận khí tốt trút ra thần khí, đây không phải nghiện ép lông ngực màu bạc vừa rồi trực tiếp đi lên con đường thành công sao. Đến lúc đó trực tiếp ở trong phó bản dết loạn, đem Acer, trực tiếp đi lên con đường thành công trở thành cao phú soái đến lúc đó muốn cái gì có cái đó, lại cưới một đại tỷ tỷ ôn nhu tri thức. Nghĩ đến đây thần sắc liễu mộc trung lên, cũng không tiếp tục chua xót chỉ là mở màn hình trước mặt sau đó lựa chọn 10 điếu thuốc trong kho hàng. Rốt cục, thời điểm đánh cược đã tới. Có, không sử dụng người mới tặng 10 lần hút, nhìn cửa sổ đàn xuất hiện trước mặt mình, liễu Mộc quyết đoán lựa chọn. Ngay sau đó, một thứ giống như bánh xe quay xuất hiện trước mắt liễu mộc. Đánh giá hai mắt, liễu mộc có thể nhìn ra, cái bánh xe này căn cứ vào độ quý trọng của súng ống mà quyết định kích thước ô vuông, ô vuông càng trân quý càng nhỏ, quy lực của súng càng bình thường càng lớn. Trong đó ô vuông lớn nhất chính là trong tay Liễu Mộc có một khẩu M16. Dừng lại một lát, Liễu Mộc lựa chọn dời tầm mắt nhìn về phía những vũ khí khác, đánh giá một lát, cuối cùng nhìn ca rô thần khí so với sợi tóc còn nhỏ hơn, mắt thường mình cũng không thấy rõ, lại nhìn những vũ khí to bằng ngón tay khác. Tâm tình Liễu Mộc nhìn không được có chút trầm mặt. Cái này mẹ nó, xác suất cực kỳ nhỏ. Cái này mẹ nó là cực kỳ nhỏ. Kiếp trước cứu vớt thế giới có thể rút ra liễu mộc ở đó tràn ngập chăm chọc nhưng không thể nào nói lên lúc này bạn quay đã bắt đầu chậm rãi chuyển động vốn muốn cẩn thận quan sát cái đĩa quay này xem có thể nghiên cứu ra quy luật gì hay không cẩn thận đánh giá hai mắt liễu mộc biết đồ chơi này không có quy luật gì nhắm mắt lại liễu mộc lòng tràn đầy vô dục vô cầu cứ như vậy đi mệt mỏi hủy diệt đi chờ đợi một lát hệ thống nhắc nhở âm tại liễu mộc bên tai vang lên Chúc mừng người chơi nhận được AK-74, M4A1, 9A-91, An-94, Steyrawa 1 s XM-8, AVWM, M14EBR, Barret 82A1, Barret, 3Z, M700 thân là 10 năm lão binh. Liễu Mộc đối với những súng ống này đều coi như thuộc như lòng bàn tay, bởi vậy Liễu Mộc trực tiếp cả người đều nứt ra. Thân là một bá chủ khu A của thế giới trước, nếu có người hỏi liễu mộc manh mới vào trò chơi này nên chơi như thế nào vậy đề nghị của liễu mộc nhất định là đi khiêu chiến mọi người đều biết bên trong quái vật không có lão lục cũng không có một ít lão ngân tệ tâm tư ác độc cho nên nghiêm túc mà nói hình thức khiêu chiến là hình thức đơn giản nhất mà nguyên nhân liễu mộc nước ra cũng ở chỗ này ta mẹ nó ta chẳng lẽ không phải nên bắt đầu đánh từ hình thức khiêu chiến sao tất cả những thứ này là sao thiên đạo đang ép mình nổ tung chịu chết. Như thế nào, gần đây giá thị trường không tốt, ta đi soát Kaja cho các đại ca một chút. Cả người liễu mộc hoàn toàn nứt ra, theo bản năng há miệng, nhất thời không biết mình có nên nói gì cho phải hay không. Trầm mặt một lát, liễu mộc không hổ là lão binh 10 năm, đảo mắt đã nghĩ ra một biện pháp. Hình thức bùng nổ, nếu thua, vậy sau này chiến tích khó coi biết bao, ngẫm lại làm sao có thể thử nghiệm trong khi Kaja không khó coi tốt nhất là mọi người ăn ngon. Có thể có nhiều em gái một chút là tốt nhất, nghĩ đến nghĩ đi, liễu mộc cảm thấy xếp hạng là một lựa chọn không tồi. Dù sao mình còn chưa định cấp, cho dù mỗi một thanh đều kéo qua cũng không thành vấn đề lớn, mục đích luyện tập là tốt rồi, cùng lắm thì sau này dựa vào thực lực bá chủ khu A của mình đánh lên là được rồi. Bất quá xứng đôi với đồng đội của mình có thể trải nghiệm phó bản cũng không phải là rất vui vẻ. Nghĩ đến đây liễu một có chút ấy nấy, chính mình đáng yêu mới súng cũng cầm không vững nếu như đi xếp hạng vậy đồng đội chẳng phải là trực tiếp nứt ra một đợt xếp hạng ngược lại bất quá thoáng qua liễu mộc đã nghĩ thông suốt bên mình nứt ra bốn cái năm cái đối diện hẳn là mặt đều cười nứt ra loại chuyện hy sinh số ít người tạo phúc cho đa số người này liễu mộc ta nghĩa bất dung từ không hiểu sao cảm thấy có chút bi tráng sau đó liễu mộc cũng không rối rắm liền tính toán mở ra xếp hạng tiến hành trận xếp hạng đầu tiên của thế giới khác chúc mừng người chơi đạt được đạo cụ đặc thù ma cải khí tin tức màn hình nữa trong suốt bắn ra trước mặt ngăn cản động tác của liễu mộc liễu mộc vẻ mặt há hốc mồm nhìn tin tức hệ thống này ma cải khí cái tên này liễu mộc rất quen thuộc trước khi xuyên qua liễu mộc mặc dù là một lão binh 10 năm nhưng thân là du dân thất nghiệp liễu mộc thật sự là không có tiền mua những thần khí động một chút là mấy trăm hơn một ngàn kia bởi vậy sau khi do dự mấy phen, Liễu Mộc lựa chọn tiêu tốn 5 đồng tiền lớn từ trên trang web mua một cái sửa chữa khí. Liễu Mộc cũng không tham lam, biết sửa chữa quá thái quá sẽ dẫn đến chính mình bị phong hào, cho nên chỉ là đem chính mình cầm trong tay vũ khí sửa chữa thành thần khí số liệu. Trong game cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Con chó ít 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 này khẳng định mở cúp, ngươi mẹ nó M4 có thể đánh xa như vậy. Vương bác ít ít ít, ngươi mẹ nó, ngươi một cái súng ngắn một phát mẹ nó có thể bắn chết ta ta ít 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 ngươi ít, ít 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 đừng nói nữa lão binh kỹ du ra ngươi mẹ nó là chó sao ngươi người đâu có người mở cửa a à? du ra xích lão binh không du ra xích lão cẩu trải qua vô số khen ngợi cũng trải qua vô số tố cáo nhưng bởi vì số liệu không quá đáng hơn nữa kỹ thuật của liễu một quả thật có một tay cho nên nhiều năm như vậy liễu mộc cũng không được phong hào. Ngược lại trong đám cao thủ khu A có danh hiệu thuộc về mình. Kỷ Du Ra 6 ở khu A, mặc kệ là phòng nào, nhắc tới cái danh hiệu lão lục Kỷ Du Ra này, ai không giơ ngón tay cái lên, sau đó xì một tiếng rời khỏi phòng. Tất cả những điều này xét đến cùng, không phải là liễu mộc tại một cái trời trong nắng ấm tiêu tốn năm khối tiền mua cái này mà cải khí sao. Không nghĩ tới, cái kia trang web cường đại như vậy, cái này mấy sửa chữa đều mẹ nó xuyên qua còn có thể dùng. Liễu Mộc nhất thời đều có chút hối hận, hối hận tốt như vậy sửa chữa khí chính mình dĩ nhiên không có cho khen ngợi, chỉ là cho cái bình luận kém, nguyên nhân là năm đồng tiền quá đắt, càng nghĩ càng đau lòng. Không hề rối rắm khen ngợi vấn đề, Liễu Mộc hai mắt phát sáng điểm mở trước mặt mình màn hình gốc một cái đầu chó đồ án, một cái làm bạn Liễu Mộc vô số ngày đêm lão tiểu nhị. Theo một tiếng chó sủ quen thuộc, màn hình trước mặt liễu mộc biến thành bộ dáng máy sửa chữa. Chương 03 Ma cải ba rét, một dây biến thần võ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Ma cải ba rét, một dây biến thần võ. Theo hành động mở máy sửa chữa của liễu mộc, một cái đầu chó làm bối cảnh hình ảnh cũng biểu hiện ở trước mắt liễu mộc, góc hình ảnh còn có một cái đầu chó sống động cẩu đầu sống động lúc này đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn liễu mộc trước hình ảnh tự hồ là đang khinh bỉ hành động treo cổ của liễu mộc còn nhớ lúc trước liễu mộc mua cái máy sửa chữa này còn có chút suy nghĩ sâu xa ngươi là người bán máy sửa chữa khinh bỉ ta là người dùng máy sửa chữa cuối cùng thật sự là nhìn không được liễu mộc còn đi hỏi qua thương gia bất quá câu trả lời của thương gia cũng rất có lệ không có cái kia không phải khinh bỉ cái kia là mỉm cười ngươi suy nghĩ nhiều rồi bị câu trả lời có lệ này có chút chấn động liễu mộc thật sự không từ trên mặt tên đầu chó này nhìn ra cảm xúc ngoài khinh bỉ bất quá thương gia kia cũng không tính là gạt người dùng nhiều liễu mộc cũng nhìn thoáng mỉm cười mà cũng có một chút mỉm cười khinh bỉ mà không ảnh hưởng liễu mộc đã quen với cái đầu chó này không có rối rắm chi tiết này lúc này hai mắt liễu mộc khẽ nhắm vẻ mặt có chút say mê ân ừ, đúng rồi cái này quen thuộc hương vị quen thuộc hình ảnh còn có cái này quen thuộc cẩu đầu ân hết thảy đều chống lại đây chính là chính mình mua cái kia sửa chữa khí cẩu đầu bài ma cải khí thật thân thiết a à, hình ảnh này âm nhạc này bối cảnh này ngay cả cái đầu chó tràn đầy trào phúng này nhìn qua cũng phá lệ thân thiết không đơn thuần là cái đầu chó này thân thiết còn có những số liệu sửa chữa lúc này cũng là phá lệ thân thiết đánh giá hai mắt liễu một nhìn không được bắt đầu rơi lệ bề ngoài nhìn đây là máy sửa chữa trên thực tế đây là máy sửa chữa sao? Không. Không phải đâu. Đây không chỉ là máy sửa chữa, đây còn là Acer, đây còn là phần thưởng, đây còn là đại tỷ tỷ ôn nhu tri thức. Theo tưởng tượng đắm chìm của Liễu Mộc, một BGM ma tính cũng rất tự nhiên xuất hiện trong đầu Liễu Mộc. Lưng cổng lưng. Lưng đeo hành lý. Đóng cửa. Không đợi nghe xong cái này BGM, Liễu Mộc trực tiếp ở trong đầu đem đóng lại, sau đó lau khóe miệng nước miếng nhìn về phía chính mình cẩu tử bài ma cải khí. Có, không mở khóa, vô hạn đạn có, không mở, giảm độ giật. Không, không, sức mạnh gia tăng. Không, 99, tốc độ bắn tăng. Không, 99, tân thủ túi quà. Sửa đổi số lần một, lúc nhìn thấy thân thích hai mắt liễu một phía trước, thẳng đến khi nhìn thấy gợi ý cuối cùng mới sửng sốt, cái này còn đặc biệt có hạn chế số lần sửa chữa hai mắt lệ mục của liễu mộc cứng đờ tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng. Ngay sau đó liễu mộc cảm thấy may mắn, cũng may không khen ngợi nó, mẹ nó, muốn thu tiền sửa chữa khí, người có mặt mũi dám hỏi ta muốn khen ngợi. Nội tâm nhịn không được mắng gian thương một lát, tâm tình liễu mộc mới khôi phục bình tĩnh. Liễu mộc dù sao cũng là một người biết đủ vui vẻ, tuy rằng máy sửa chữa này có chút tỳ vết nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến phong thái của máy sửa chữa này vẫn dịu nhân như cũ. Tuy rằng một lần sửa chữa cơ hội, vậy cũng đủ rồi, chỉ cần một lần, vô địch thương, hơn nữa vô địch chính mình, lập tức chính mình chính là trên chiến trường xinh đẹp nhất tử. Nhất định phải để cho ta kỹ du ra lão binh danh hiệu vang vọng tại cái thế giới xa lạ này. Đè nén tâm tình kích động của mình, liễu mộc không dừng lại chút nào, trực tiếp đem súng ống trong kho cá nhân kéo ra. Khác với vừa rồi lẽ loi chỉ có hai cái nhà kho cá nhân, lúc này nhà kho cá nhân có 11 thanh vũ khí chính là cũng không sao đều rất kéo dài bất quá liễu mộc cũng không quan tâm cái này dù sao cũng có máy sửa chữa chỉ cần chọn cái đẹp mắt là được đưa mắt nhìn lướt qua trái phải ánh mắt liễu mộc lập tức nhất định cuối cùng lựa chọn yêu thương mình vừa ý nhất barrett trước đừng nói cùng những thứ rác rưởi kia so sánh với barrett bản thân chính là bạo phá cùng sinh hóa bên trong đứng đầu lựa chọn tự liễu mộc ở trong đầu tưởng tượng một chút Cùng ga liên tốc độ bắn đồng dạng ba rét... Lại thêm cái ổ khóa... Vô hạn đạn... Lại đem lực giật trực tiếp giảm hết... Một loạt phục vụ... Liễu mộc này chịu được... Đừng nói là cái gì bạo phá sinh hóa hấp dẫn... Đánh khiêu chiến này không thơm sao... Một súng một bốt không vui sao... Không có chần chờ ý tứ... Lựa chọn tốt ba rét liễu mộc trực tiếp đem lúc này đây mà cãi cơ hội cho dùng hết... Có... Không mở khóa... Vâng... Vô hạn đạn có không mở, vâng. Giảm độ giật. 78, không, kéo thẳng đến không. Sức mạnh gia tăng. Không, 99, đừng nói nữa, trực tiếp 99. Tốc độ bắn tăng. Không, 99, tương tự 99. Liễu một điều chỉnh từng thứ một, cuối cùng liễu một mới chậm rãi click xác định sửa chữa. Người chơi có, không chắc chắn về việc sử dụng magic changer, nuốt nước miếng, liễu một trực tiếp click yes, theo toàn bộ ma cải khí hình ảnh một trận, hình ảnh bên phải ba một trận bạch quan chợt lóe, một cái đạn cửa sổ bắn ra. Sửa đổi hoàn thành, nhìn thấy cửa sổ đạn này, liễu một trực tiếp đem M16 thu vào kho hàng, ngược lại đem ba lấy ra. Đen hơn, tráng kiện hơn, cứng trắng hơn. Liễu một hai mắt si mê sờ ba trên tay, ánh mắt so với lúc trước nhìn cái kia trí thức đại tỷ tỷ càng nóng bỏng dù sao đại tỷ tỷ có nhìn thế nào cũng không phải của mình, nhưng khẩu súng này không giống, khẩu súng này thật sự là của liễu mộc. Tay cầm hung khí, sát tâm tự khởi. Cầm trong tay ma cải ba rét, liễu mộc quả quyết thay đổi chính mình vừa rồi ý nghĩ, bài vị. Điều đó có ý nghĩa gì? Đi mang bốn con gà tây đánh năm con gà tây đối diện. Để cho bốn người cười hì hì đi tra tấn năm người. Loại tra tấn này đại đa số làm cho một số ít người đạt được khoái hoặc sự tình, Liễu Mộc tỏ vẻ chính mình khinh thường làm. Liễu Mộc quyết định, mình muốn đi khiêu chiến. Đánh bại tàn tích của Giang City. Vốn là muốn đi phá hủy, nhưng nẫm lại phó bản đầu tiên của mình, mặc dù có thần khí trong tay nhưng cũng không thể quá kiêu ngạo, vẫn là cẩn thận một chút đánh khiêu chiến thử nước, thể nghiệm một chút cảm giác phó bản lần đầu, chờ mình đánh xong khiêu chiến rồi đánh phá cũng không muộn. Hơn nữa liễu một ngoài ra còn có một chút tâm tư, cái này sửa chữa khí lợi hại là lợi hại, nhưng là thế giới này có thể không có lợi hại hơn đại lão. Thật giống như những lời giới thiệu lúc trước, song phương xứng đôi đều là thiên đạo xứng đôi. Này nếu thiên đạo phát hiện mình cái này sửa chữa khí qua tay cho ta đem hào phong làm sao bây giờ? Đến lúc đó súng không còn, chẳng phải mình rất xấu hổ sao? Chẳng lẽ thật sự muốn đem súng rác trong kho hàng lấy ra bắn? vậy không phải bị người ta ấn vào búa thấp đầu rơi máu chảy sao? Cho nên cái kia giới thiệu không phải nói nói khiêu chiến hình thức có thể lấy khen thưởng sao, chờ chính mình trước dùng cái này ma sữa ba rét lấy được khen thưởng lại nói, tục ngữ nói, trong tay có súng, trong lòng không hoảng hốt. Chờ mình trong kho hàng súng tốt hơn, lại làm cái gì cũng có sức mạnh. Đến lúc đó lão binh kỹ du ra của mình vang vọng ở từng phó bản cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Suy nghĩ dừng lại, đủ loại lý do quyết định phó bản đầu tiên của Liễu Mộc sẽ được giao cho hình thức khiêu chiến. Cũng không chậm trễ thời gian, hy vọng cho ta một trải nghiệm tốt một chút. Miệng vừa thấp giọng nói chuyện, Liễu Mộc vừa đưa tay lựa chọn hình thức khiêu chiến. Về phần bản đồ, tự nhiên là phế tích thành cự nhân mà Liễu Mộc đánh nhiều nhất. Chương 04 Thanh thứ nhất phối hợp, cự nhân thành phế tích. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 thành thứ nhất xứng đôi, Giang City phế tích. Không có trực tiếp tiến vào phó bản, theo Liễu Mộc click, sau một khắc, mấy cái cửa sổ đạn xuất hiện ở Liễu Mộc trước mặt. TS. Khiêu chiến hình thức tử vong tức là chân thật tử vong, nhưng chỉ cần cuối cùng một cái mạng trước khi mất, tùy thời đều có thể buông tha khiêu chiến, điều kiện tiên quyết phải xứng đôi sở hữu đồng đội đều đồng ý. TS. Người chơi hôm nay đã khiêu chiến số lần không? 5, ghi chú chỉ có chế độ khiêu chiến có giới hạn số lần, mẹ nó, đánh phó bản còn có hạn chế số lần. Nhìn cửa sổ đạn này, Liễu Mộc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dừng lại một lát, vẫn nhe răng đóng cửa sổ đạn lại. Đem trước mặt đạn cửa sổ tắt đi, ngay sau đó một cái bản xếp hạng đột nhiên xuất hiện ở Liễu Mộc trước mặt. Dưa hấu lớn là của tôi. Tầng 29, Đại Hạ, l a g a g a Tầng 29, Hải Đăng Quốc, Đế quốc tuyệt hung hổ. 28 tầng, Phù Tàng quốc, Ngạo Thiên Ma Hoàng. 27 tầng, Đại Hạ, Tiêu diệt người Gipsy. 27 tầng, Công Ngưu quốc, V5-0602-1, Trần quốc Tuấn Giơ 27 tầng, Cực Bắc quốc, Lợn Lạc Đường. 26 tầng, Đại Hạ, Chính Điên Cùng Isco. 25 tầng, Hải Đăng quốc, Tôi Muốn Lên Trời. 25 tầng, Bạch Tượng quốc một, một. Liễu Mộc thật sự là bị chấn động, bản xếp hạng trước mặt không phải cái gì khác, chính là bản xếp hạng thông quan phế tích thành cự nhân. Nói cách khác, thế giới này, trước mắt còn không có người đem phó bản này đã thông. Liễu Mộc cái mũi mảnh liệt hít một hơi, hai mắt có chút ửng đỏ, cái này mẹ nó, trực tiếp sáng tạo lịch sử. Không có thông quan. Tôi là người đầu tiên qua cửa. Lúc này ba rét trong tay liễu mộc có chút phỏng tay, cũng không biết có phải bởi vì tâm tình liễu mộc quá mức kích động hay không. Nhưng điều này cũng không quan trọng, bởi vì liễu mộc lại phát hiện ra một lựa chọn. Đơn giản, thông thường, khó khăn, tay cầm thần khí, không chọn khó khăn thì liễu mộc không thể chấp nhận. Theo độ khó của liễu mộc, bản xếp hạng cũng xuất hiện biến hóa. Dưa hấu lớn là của tôi. Tầng 19, Đại Hạ, l a g a g a Tầng 19, Hải Đăng Quốc, Đế Quốc Tuyệt Hung Hổ. Tầng 18, Phù Tăng Quốc, Ngạo Thiên Ma Hoàng. Tầng 17, Đại Hạ, Giết Người Gipsy. Tầng 17, Công Ngưu Quốc, V5-0602-1, Trần Quốc Tuấn Dơ Tầng 17, Cực Bắc Quốc, Lợn Lạc Đường. Tầng 16, Đại Hạ, Chính Điên Cùng Isco. 15 tầng, Hải Đăng Quốc, Tôi Muốn Lên Trời. Tầng 15, Bạch Tượng Quốc, 11. Một một. Này mẹ nó, Hình thức khó khăn đừng nói qua cửa, ngay cả trên hai mươi cửa cũng không có. Này mẹ nó, sáng tạo lịch sử, ngay trước mắt. Trong nháy mắt liễu mộc nghĩ tới đại ca trong trò chơi kiếp trước của mình, mẹ nó, quái cũng không nhìn thấy, trực tiếp miễu sát, tốc độ ánh sáng qua cửa. Bây giờ nghĩ lại chính mình, lấy ba rét ra khiêu chiến, mẹ nó, quả thực, xem ra hôm nay mình cũng muốn làm đại ca một lần để cho danh hiệu lão binh kỷ du ra vang vọng phó bản đã đến lúc. Sau một khắc, Liễu Mộc không dừng lại chút nào, trực tiếp click vào góc dưới bên phải, bắt đầu xứng đôi không đợi Liễu Mộc phản ứng, một cửa sổ đạn xuất hiện trước mặt Liễu Mộc, sau đó trước mắt Liễu Mộc trực tiếp tối sầm. Căn cứ vào hình ảnh cuối cùng tối sầm trước mắt, Liễu Mộc có thể nhìn thấy bắn ra chính là xứng đôi thành công, thời gian phù hợp nhanh chóng này khiến Liễu Mộc không thể nào hạ khẩu cũng không biết là do người khiêu chiến quá nhiều hay là bởi vì mỗi người chết quá nhanh cho nên mỗi ván dùng đều rất ngắn. Liễu Mộc nghĩ hẳn là đều có. Trước mắt tối sầm, đồng thời trước mặt Liễu Mộc xuất hiện một cái khung. 60, 65, 66. Bỏ qua khung tải, ánh mắt Liễu Mộc nhìn về phía hộp thoại bên cạnh. Phúc chí tâm linh, Liễu Mộc đã biết, mỗi hình thức khiêu chiến bởi vì đều rất kịch liệt không rảnh giao lưu. Thiên đạo đặc biệt thiết lập một không gian nói chuyện phím, không gian nói chuyện phím sẽ bảo trì thời gian 5 phút. Trước khi tiến vào phó bản mấy đội viên có thể ở trong không gian nói chuyện phím này nói chuyện phím, cũng có thể chế định chiến thuật. Bất quá cũng không phải ở trong phó bản liền không thể trao đổi, ở trong cục nói chuyện phím cũng có thể, chỉ là bởi vì quá kịch liệt không có người trò chuyện, cho nên chủ yếu vẫn là ở bên ngoài không gian nói chuyện phím trao đổi. Chờ Liễu Mộc đem tin tức trong đầu làm rõ, trước mặt không gian nói chuyện phím cũng có người bắt đầu nói chuyện. Ta là hoàng đế. Ai, lần trước khiêu chiến hình thức quá khó khăn, ta một người cũng chính là qua 21 quan mà thôi, xem ra còn muốn cố gắng a. À. Khóe miệng liễu một co rút, tới rồi tới rồi, kinh điển trang bức quái tới rồi, có thể dùng ngữ khí dường như hồn nhiên không thèm để ý nói ra lời trang bức, ân, xem ra là một tội phạm quen thuộc. Không đợi liễu một nói chuyện, lại có người nói chuyện ngươi cũng thích cà rốt đúng vậy hai mươi mốt cửa quá khó khăn ta cũng chết một lần mới qua này không tới thử xem hình thức khó khăn xem cực hạn của mình ở đâu lương nguyệt thu này mẹ nó làm bộ đồng ý lơ đảng biểu hiện ra chính mình cũng đánh tới hai mươi mốt cửa được rồi ba đồng đội hiện tại có hai người đều là trang bức phạm còn có một nhìn không ra khóe miệng nhếch lên liễu mộc không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn ba người trao đổi, đồng thời cũng nhìn tin tức cá nhân của ba người. Đây chính là một đặc điểm khác của không gian nói chuyện phím, có thể nhìn thấy thông tin cá nhân của đồng đội mình trong không gian. Mở thông tin cá nhân tôi là hoàng đế trước. Biệt danh. Ta là hoàng đế đẳng cấp 26, số mô hình nổ 36, số lần chế độ khiêu chiến 86, hình thức cá nhân số liệu bên cạnh còn có một cái ba dê hình ảnh, nhìn tay cầm M1216 sắc mặt nghiêm túc thanh niên, liễu một tỏ vẻ có chút chờ mong, chờ chính mình đem ba lấy ra thời điểm hắn là cái tâm tình gì. Bỏ qua cái này ta là hoàng đế, lại nhìn cái kia ngươi cũng thích cà rốt. Bạn cũng thích cà rốt, đẳng cấp. 24 số mô hình nổ. 14 số lần chế độ khiêu chiến. 103 hình thức cá nhân. Bên cạnh ba dê đồ thì là một cái tay cầm hoàng kim M249 tiểu thanh niên. Tắt đi tin tức cá nhân, Liễu Mộc vẻ mặt có chút nghiêm túc, quả nhiên, dám tới đánh khó khăn hình thức đều không phải cái gì điểu ti, cái này mẹ nó, một cái hai cái đẳng cấp cao như vậy, để cho mình một cái cấp một làm sao chịu nổi. Nghiêm túc một lát, thoáng qua vẻ mặt Liễu Mộc lộ ra một tia mỉm cười, đúng rồi, có vị của đại ca, Liễu Mộc đã khẩn cấp muốn xem phản ứng của bọn họ. Ông tâm tình chờ mong tắt đi tin nhắn cá nhân của cà rốt, Liễu Mộc đột nhiên phát hiện một vấn đề kỳ quái. Chính mình xem tin tức cá nhân trong khoảng thời gian này, bọn họ mẹ nó hàng huyên nhiều như vậy. Này mẹ nó, không gian nói chuyện phím mật thiết ma ma tất cả đều là, Liễu Mộc nhìn kỹ, giữa những hàng chữ này siêu siêu vẹo vẹo chỉ viết hai chữ ăn mặc bức bách. Cái này nói mình lợi hại bao nhiêu, còn có thể tốc thông hai mươi quan cự nhân thành, cái kia liền nói mình có thể tốc thông va kỳ cái này lại đến chính mình thương nhiều cái kia còn nói chính mình kho hàng thật loạn tất cả đều là một ít vũ khí có chút da đầu tê dại chẳng lẽ người trên thế giới này đều giả bộ như vậy hay là nói chỉ là bởi vì vận khí mình tốt vừa vặn gặp được tâm tình có chút nghi hoặc liễu mộc mở ra tin nhắn cá nhân của người thứ ba tất cả đều tra ra manh mối liễu mộc trong nháy mắt liền hiểu được nguyên nhân hai người so sánh với nhau biệt danh lạnh nguyệt thu đẳng cấp. 22. Số lần chế độ khiêu chiến. 67. Mô hình nổ. Tin tức không phải mấu chốt, mấu chốt là, cái này mẹ nó, lương nguyệt thu kia là nữ. Nhìn kỹ một chút bên cạnh ba dê độ, còn mẹ nó rất đẹp mắt, là cái cầm màu bạc sát thủ váy ngắn mũi tử. Cẩn thận đánh giá hai mắt, liễu một gật gật đầu, quả nhiên, súng ống vẫn phối hợp với đại tỷ tỷ ôn nhu trí tuệ hơn, người này quá trẻ tuổi, không đem vẻ đẹp tương phản kia hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, bất quá cái này cũng rất đẹp mắt, không tệ không tệ. Liễu Mộc đang xem tư liệu cá nhân của Lương Nguyệt Thu không biết bên ngoài đã đặt câu hỏi. Nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản. Biệt danh. Cựu chiến binh Kỷ Du Ra, đẳng cấp. Một số lần chế độ khiêu chiến. Không, số lần chế độ nổ. Không, số lần chế độ sinh hóa. Không hình thức cá nhân ta là hoàng đế trực tiếp nứt ra, mẹ nó, cấp một người tới đánh khiêu chiến. Còn mẹ nó trực tiếp khó khăn hình thức. Dừng không được, không gian nói chuyện phím bị dấu chấm hỏi nhấn chìm. Ta là hoàng đế. Bạn cũng thích cà rốt. Ta là hoàng đế. Xem tư liệu, ta là hoàng đế. Ta là hoàng đế. Bạn cũng thích cà rốt. Chương 05 Dùng ba rét đánh khiêu chiến đến từ ma mới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Dùng ba rét đánh khiêu chiến. Đến từ manh tân điên cuồng. Lương Thu Nguyệt nhìn thấy trận chiến này vẻ mặt mơ hồ, hai người kia, phát bệnh gì, vừa rồi liều mạng trang bức ở đó hiện tại lại bắt đầu phát dấu chấm hỏi. Thế nào, có căn bệnh nào ẩn dấu không? Bệnh dấu chấm hỏi. Trầm mặt một lát, Lương Thu Nguyệt vẫn không nhịn được, trực tiếp phát ra một dấu chấm hỏi. Lương Thu Nguyệt Một bên nứt ra một bên cũng không quên chú ý Lương Thu Nguyệt, ta là hoàng đế trực tiếp trả lời. Ta là hoàng đế. Xem tư liệu cá nhân của người không nói chuyện kia. Trầm mặt một lát, nhóm dấu chấm hỏi hai người trong không gian nói chuyện phím biến thành nhóm dấu chấm hỏi ba người. Lương Thu Nguyệt cũng bắt đầu đặt câu hỏi. Ta là hoàng đế. Bạn cũng thích cà rốt lương thu nguyệt bạn cũng thích cà rốt ta là hoàng đế chờ đến khi liễu mộc đi ra thì nhìn thấy một hình ảnh kỳ quái như vậy ba người giống như đang tỉ thí xem ai gửi nhiều dấu chấm hỏi hơn liều mạng gửi dấu chấm hỏi trong lúc nhất thời toàn bộ không gian nói chuyện phím đều lâm vào biển dấu chấm hỏi làm cho liễu mộc nghĩ tới biểu tình kỳ quái kia nghi hoặc bình phương nghi hoặc tam thứ nguyên nghi hoặc nghi ngờ vật lý hóa học. Đem ý nghĩ kỳ quái này vứt bỏ, nhìn tỷ lệ nói chuyện phím trong chốc lát, liễu mộc nhìn không được có chút nói thầm, đây là tiếng trống chiến của văn minh dị thế giới. Bày tỏ nghi ngờ đối với thế giới này. Hay là nghi hoặc đối với thiên đạo? Sao mình lại nghi hoặc như vậy? Hoặc là chính là biểu đạt nghi hoặc của mình như thế nào là nam nhân? Nghi hoặc một lát, liễu mộc cũng không nhịn được ở bên trong phát ra một dấu chấm hỏi cựu binh kỷ du ra dấu chấm hỏi này của liễu mộc trực tiếp kết thúc toàn bộ đại chiến dấu chấm hỏi trong phòng truyền hình trực tiếp nhìn ba người đột nhiên không đặt câu hỏi liễu mộc đột nhiên có chút xấu hổ chẳng lẽ bọn họ đang tiến hành nghi thức kỳ quái gì đó sau đó bị chính mình cắt đứt do dự có nên mở miệng nói gì đó trước hay không lương thu nguyệt mở miệng nói trước lương thu nguyệt đây là lần cuối cùng tôi khiêu chiến phó bản hôm nay cứ như vậy bị cô lãng phí cô tới hại người sao cô cấp một cô tới phó bản khó khăn làm gì cô không biết đi đơn giản sao không thể không nói lương thu nguyệt cao lãnh là bị liễu mộc chọc giận nàng bình thường tích chữ như vàng lúc này cũng nhìn không được giận giữ mắng mỏ liễu mộc không đơn thuần là lãnh thu nguyệt hai người khác cũng là như thế ta là hoàng đế ta cũng là một lần cuối cùng ta còn muốn một lần cuối cùng đánh tốt một chút liền đụng phải ngươi như vậy ngươi cũng thích cà rốt trùng hợp ba cái đều là một lần cuối cùng đều bị cái manh tân hoàng mỹ kết thúc ha ha ta xem đây chính là cái xxx không quan tâm những ngôi sao kia dù sau mười năm lão binh thứ này liễu mộc đều chết lặng giờ phút này vẻ mặt liễu mộc bừng tỉnh đại ngộ à nguyên lai like là bọn họ xem tư liệu cá nhân của mình cho nên mới phát dấu chấm hỏi ngẫm lại cũng đúng dù sao tất cả mọi người đều là cấp hai mươi đang chuẩn bị tệ lực phá kỷ lục gì đó đột nhiên nhảy ra một con cá muối cấp 1, cũng khó trách tâm tính bọn họ sụp đổ a à. đừng nói là bọn họ đổi thành liễu một mình phỏng chừng tâm tính cũng sụp đổ a à. hơn nữa không chỉ tâm tính sụp đổ liễu một phỏng chừng còn phải cho hắn thấy một chút tốc độ tay độc thân nhiều năm của mình dừng lại một lát cảm giác trong lòng mơ hồ có chút hổ thẹn sau đó liễu một định nói gì đó an ủi ba người một chút coi như ổn định lòng quân bất quá vừa mới có dự định này thời điểm liễu mộc liền trước mắt tối sầm tải xong bốn người chơi chơi game xem ra là không có cơ hội ổn định lòng quân cũng được để cho bọn họ kiến thức thực lực của đại ca bởi vì đây là lần đầu tiên tiến vào phó bản lúc này tâm tình liễu mộc thật sự có chút hưng phấn nhìn không được liễu mộc bắt đầu quay đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh mình ngay sau đó liễu mộc liền bị hung hăng chấn động một tay phương thức tiến vào phó bản Dĩ nhiên là trực tiếp từ trên trời rơi xuống phía dưới. Trong tầm mắt, phế tích mang theo vũng nước bị xe lửa bỏ hoang vây quanh tràn đầy xuất hiện ở trước mắt. Từ vốn bàn tay lớn nhỏ dần dần biến lớn, cuối cùng dần dần chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn phạm vi. Bùng. Một trận vang thật lớn, cùng với bụi bặm khổng lồ, bốn người tiến vào phó bản. Xuyên thấu qua bụi bặm tiêu tán, Liễu Mộc Hưng phấn đánh giá trái phải, chỉ thấy bốn phía vũng nước trải rộng ở giữa một chiếc xe chứa đầy đạn dược còn có một ít hố đen không thấy rõ một trận gió lạnh thổi về phía liễu mộc đem liễu mộc thổi cả người đều là da gà ngẩng đầu nhìn lại chung quanh đều bị bỏ hoang thùng xe vây quanh về phần ngoài cùng thì là bị tường vây giống nhau đồ vật cho chặn tầm mắt về phần bầu trời thì là màu xanh đậm tinh không một phần trăng tròn to lớn treo ở bầu trời quái vật gì gì đó trước không nói liền chỉ là cảnh tượng này đã đem liễu mộc chấn động theo bản năng Liễu Mộc chậm rãi phun ra một câu: Đậu Má. Cả người bất giác có chút run rẩy, một mặt là bởi vì lời nói trước mặt, một phần cũng là bởi vì lần đầu tiên tiến vào phó bản không ngừng có chút khẩn trương. Trong hoảng hốt, Liễu Mộc thậm chí còn nghĩ tới lần đầu tiên mình đi tiệm nét trải qua, lần đầu tiên tiến vào Giang City thời điểm cũng là như vậy khẩn trương, còn có lần đầu tiên mở trương. Liễu Mộc hồi ức là bị ba đạo ánh mắt nhiệt liệt đánh thức lúc này ba người khác cũng tiến vào phó bản giống như liễu mộc không giống như liễu mộc lần đầu tiên tiến vào phó bản ba người đều là lão bánh quẩy tự nhiên đối với hình ảnh này không có phản ứng gì lúc này ba người đang nhíu mày đánh giá liễu mộc nhìn xem rốt cuộc là nhân vật ác độc gì cấp một đã dám tiến vào phó bản cấp khó khăn thế nào tưởng đóng phim sao vương giả trở về sao hay là dự định cho mấy người biểu diễn một giả vọng mới đáng yêu sau khi nhíu mày đánh giá liễu một vài lần, ba người xám xịt như tro tàn. Cậu mẹ nó, đẳng cấp thấp một chút thì thôi, lấy súng máy gì đứng cao một chút cũng coi như có chút dùng, ít nhiều cũng có thể cung cấp một chút hỏa lực trợ giúp, ba người mình phí chút sức lực cũng có thể qua mấy tầng lấy chút phần thưởng. Nhưng anh có lấy ba rét không? Lấy ba rét để đánh bản sao? Mấy chục con quái, ngươi mẹ nó một phát súng một cái phải bắn bao lâu? Thế nào, tất cả mọi người chặn quái cho anh để anh chậm rãi nổ súng ở phía sau này mẹ nó ngẫm lại liền biết chuyện không thể nào vậy thì tốt rồi sự tình rõ ràng như vậy trực tiếp mẹ nó ít người ít người ba người đến đánh phó bản đừng nói là phó bản cấp khó khăn coi như là thiếu niên cấp bình thường cũng là kết cục dê dê trực tiếp a à. nghĩ thông suốt hết thảy tâm tình ba người đối với liễu mộc lại càng thêm thống hận nếu như không phải đối với đồng đội không có thương tổn giờ phút này ba người đã tính toán đi liễu mộc giết chết cho xong bất quá tuy rằng bọn họ không động thủ nhưng liễu mộc từ ánh mắt nóng bỏng của bọn họ cũng có thể nhìn ra suy nghĩ của bọn họ lúc này cười mỉa một tiếng liễu mộc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải tuy rằng muốn nói cho bọn hắn thực lực mới là trọng yếu nhất đẳng cấp vũ khí không trọng yếu nhưng mấu chốt là hiện tại cũng không có để liễu mộc bày ra thực lực địa phương a trầm mặt một lát, Liễu Mộc nghĩ làm thế nào mới có thể dùng một loại uyển chuyển phương thức nói cho bọn họ biết mình là đại ca. Chương 06 Ma mới đừng làm rộn, không cần lấy mạng nói đùa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 manh tân đừng nháo, không nên lấy mạng nói giỡn. Suy nghĩ một chút, cũng không biết nói cho bọn họ biết như thế nào đổi vị trí tự hỏi nếu như là liễu mộc tự mình đụng phải một manh tân cấp một nói mình là đại ca phỏng chừng liễu mộc cũng sẽ không tin tưởng, cho nên liễu mộc dứt khoát không nói lời nào. Đợi đến khi quái vật xuất hiện thì tự mình triển lộ thực lực một chút, bọn họ sẽ biết ai là chân đại ca. Bất quá liễu mộc có lòng tin này, ba người bên cạnh cũng dần dần nứt ra. Cái này mẹ nó, manh tân rất đáng sợ, đáng sợ hơn chính là manh tân giống như kẻ ngốc. Đúng vậy, ba rất lợi hại, Hình thức sinh hóa hoặc là hình thức bạo phá đều là lựa chọn tương đối hấp dẫn, nhưng đây mẹ nó là khiêu chiến A. Cứ bắn một phát lên đạn, ngươi coi như là một viên đạn một quái vật, vậy cũng phải bao lâu mới có thể bắn một cửa A. Hơn nữa quái vật bình thường tạm thời không nói, ba Rét cũng đánh không nổi bốt. Mẹ nó, đại bác cạo râu. Vậy không phải bị bốt vặn đầu xuống đập nát sao? phải biết rằng hình thức khiêu chiến cũng không giống bạo phá gì đó không có nguy hiểm đến tính mạng mẹ nó hình thức khiêu chiến sẽ chết người a chân thật tử vong a càng nghĩ càng nứt ra ba người dùng ánh mắt thù hận nhìn liễu mộc dừng lại một lát cũng không muốn nói chuyện mệt mỏi cứ như vậy đi vận khí không tốt không có biện pháp người chơi ta là hoàng đế xin từ bỏ lần này khiêu chiến người chơi có không từ bỏ thử thách này có không nhìn thấy đơn xin này bạn cũng thích cà rốt, thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể trách vận khí của mình không tốt, sau đó liền nhấn xác định. Vâng, không, nhìn hai người đều đã xác định, Lương Thu Nguyệt nhướng mày, tuy rằng nội tâm có chút không cam lòng, nhưng cũng biết ba người quả thật không có ý nghĩa kiên trì. Hình thức khó khăn, độ khó tương đối lớn, thừa dịp hiện tại quái còn chưa đi ra nhanh chóng ném tương đối tốt, không ném đợi lát nữa đến phía sau, một cái vô ý bị quái dính chặt vậy có thể muốn ném cũng ném không được. Cái này nếu là bị dính chặt, vừa mới chết sống lại liền bị vây quanh, nói không chừng chỉ là nháy mắt ba cái mạng liền không có, không cẩn thận trực tiếp tuyên bố lành lạnh. Chỉ là muốn khiêu chiến chính mình, cũng không phải cùng cái kia manh tân giống nhau chán sống muốn chịu chết, tự nhiên sẽ không làm ra cái gì kỳ quái lựa chọn. Nghĩ vậy, Lương Thu Nguyệt cũng không kiên trì nữa, trực tiếp lựa chọn. Vân vân vân, không, ba người đều đưa ra lựa chọn của mình, sau đó tầm mắt ba người liền đồng loạt nhìn về phía liễu mộc chỉ chờ liễu mộc cũng đồng ý sau đó ba người có thể rời khỏi nhìn ánh mắt ba người vẻ mặt liễu mộc lúc này có chút xấu hổ được rồi mình chỉ là cấp bậc thấp một chút bọn họ lại muốn buông tha khiêu chiến xấu hổ một lát liễu mộc cũng làm ra lựa chọn của mình có 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 không ta là hoàng đế bạn cũng thích cà rốt lương thu nguyệt ba người trong nháy mắt da đầu tê dại một luồng khí lạnh theo xương sống xông lên thiên linh cảm. Này Ni Mã, đây là ý gì? Cái này mẹ nó, điểm sai rồi sao? Người chơi ta là hoàng đế xin từ bỏ lần này khiêu chiến, người chơi có, không từ bỏ thử thách này, vân vân vân, không, có có có, không, liễu một lại một lần nữa dứt khoát cự tuyệt đơn xin đầu hàng của bọn họ. Mẹ nó, ba người đều sắp điên rồi. Ta là hoàng đế. Manh Tân đừng nháo, này không vui, này thật sẽ chết người đấy, ngươi như vậy không phải đang hại chúng ta, ngươi là đang hại chính mình. Cậu cũng thích cà rốt. Người anh em, đừng như vậy, cậu còn trẻ, không nên có ý nghĩ gì không tốt, thất tình có phải hay không? Tôi giới thiệu cho cậu, cậu mau, để chúng ta ra ngoài trước. Lương Thu Nguyệt Bên trái là đồng ý, bên phải là cự tuyệt. Nhìn tin tức của ba người, liễu mộc ho nhẹ một tiếng, xem ra mình nên ổn định lòng quân một chút kỹ du ra lão binh. Không cần lo lắng, ta là đại ca, có ta cái này đại ca ở, không cần quăng, nhìn thấy tin nhắn của Yanagi, ba người im lặng trong một giây, sau đó mũi hít mạnh một hơi. Ta là hoàng đế. Ngươi mẹ nó, ngươi điên rồi sao? Đại ca, lớn hơn ngươi ít 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 ít, ngươi cũng thích hồ la bạc. Huynh đệ, không đúng, đại ca, cầu ngươi, đại ca, mau, đầu nhập. Lương Thu Nguyệt nhìn thấy liễu mộc này cũng không nói gì xem ra mình nói suông không thể hiện thực lực của mình thì bọn họ sẽ không tin mình là đại ca sau đó liễu mộc cũng không có ý nói gì chính mình mang theo ba rét theo thùng xe bỏ hoang bắt đầu chạy lên trên bắn tỉa mà vẫn phải đứng cao một chút từ trên cao nhìn xuống mới giống như một tay súng bắn tỉa nhìn liễu mộc nhanh như chớp chạy chậm liền đi lên lúc này ba người hai mắt trợn tròn ngươi mẹ nó ba người nhìn không được đang định nói cái gì đó bất quá còn không có nói ra một tiếng tru bén nhọn liền từ trong lỗ sâu tối đen xuyên ra phó bản bắt đầu rồi một bên chạy lên phía trên liễu mộc một bên cũng không quên cự tuyệt ba người xin lại một lần nữa thuận tiện còn thò đầu nhìn một chút quái vật bên trong phó bản trông như thế nào thân là mười năm lão binh liễu mộc tự nhiên biết cự nhân thành quái vật trông như thế nào nhưng là đó cũng là trong trò chơi về phần hiện tại trong phó bản, liễu mộc thật đúng là không biết. Chỉ thấy phía dưới cùng những huyệt động đen kịt kia đầu tiên là phát ra một trận tru lên khiếp người, sau đó một ít cương thi tập tỉnh cũng chậm rãi đi ra cửa động. Nhìn thấy liễu mộc hô hấp cứng lại, loại trò chơi này bên trong quái vật đột nhiên xuất hiện ở hiện thực hình ảnh xác thực rất có lực trùng kích. Rung động trong chốc lát, liễu mộc tiếp tục mang theo ba rét chạy tới phía trên cùng phế tích của khổng lồ thành. Tầm mắt lại nhìn về phía phía dưới ba người, tuy rằng phó bản đã bắt đầu, nhưng là phía dưới ba người thần sắc cũng không có gì biến hóa, dù sao đều là lão bánh quẩy, loại này tiểu quái không có giết qua một ngàn cũng giết qua mấy trăm, ba người làm sao sẽ có động dung. Ba người vừa di chuyển vừa lấy súng ra bắt đầu tàn sát những tiểu quái tập tỉnh kia. Tiếng súng máy nổ và tiếng hú đồng thời vang lên, máu tươi văng khắp nơi cũng hòa lẫn với ngọn lửa hồng súng. Nhìn phía dưới động tỉnh liễu mộc lắc đầu trong lòng âm thầm nói thầm hoàn hảo chính mình là chọn ba rét hiện tại trực tiếp chạy tới phía trên đến nếu là chọn cái bình thường thương cùng bọn họ đồng dạng ở phía dưới đồng thủ vậy đại ca phong phạm còn chưa đánh ra chính mình không chừng phải trước mất mặt ngẫm lại đại ca dẫn bọn họ vượt ải lại bị tiểu quái cửa thứ nhất có chút dọa nghĩ đến hình ảnh kia liễu mộc cũng cảm giác mẹ nó có chút xấu hổ trực tiếp xấu hổ dùng chân móc ra ba phòng ngủ một phòng khách hoàn hảo liễu mộc là cầm đại pháo ba rét hoàn toàn không cần cận thân trực tiếp ngoài ngàn dặm tốc độ ánh sáng thông quan thậm chí nếu liễu mộc nhát gan nhắm mắt lại nổ súng cũng được dù sao liễu mộc đã mở khóa tự động cho dù là nổ súng lên trời thì ba rét cũng phải trúng đạn huống chi liễu mộc cũng không yếu ớt như vậy sau khi rung động một lát lúc này liễu mộc cũng khôi phục lại vẻ mặt tự nhiên tìm một vị trí bắn tỉa tuyệt vời sau đó chậm rãi chuẩn bị súng Ba người phía dưới nhìn động tác của Liễu Mộc trực tiếp hít mạnh một hơi, sau đó cố nén xúc động mắng chửi người trong lòng. PS, sách mới không dễ, quỳ cầu các vị đại thần nhóm đầu điểm hoa tươi, khen thưởng, đánh giá phiếu, bình luận, bái tạ. Phàm là có một, ngày mai trực tiếp mười càng bộc phát. Chương 7 Cực hạn đổi một lần ba Bốc lên lam hỏa ba rét Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Cực hạn một đổi ba. Ba rét bốc lửa xanh. Sau khi nhịn xuống xúc động, ba người còn đang thử dùng nội tâm của mình để cảm hóa liễu mộc. Loại chuyện có liên quan đến mạng nhỏ này, ba người cảm thấy mình vẫn nên kiên nhẫn hơn một phần. Chỉ thấy giờ phút này, ba người giữ lại một con cương thi cuối cùng không đánh, sau đó do một người mang theo cương thi kia vây quanh xe đạn dược vòng quanh, tránh cho phó bản tiến vào cửa thứ hai, hai người khác thì là phụ trách dùng chân thành của mình cảm hóa liễu mộc bởi vì nguyên nhân quá cao lãnh nhiệm vụ cảm hóa liễu mộc tự nhiên là giao cho hai người khác ta là hoàng đế tiểu tử ngươi còn trẻ ngươi hẳn là có mộng tưởng không nên ngã vào cái này khiêu chiến hình thức bên trong ngươi tin tưởng ta ngươi về sau có cái quan minh tương lai đáp ứng ca ca đầu nhập đi ngươi cũng thích cà rốt đúng huynh đệ loại chuyện này không thể giận dỗi khiêu chiến nha vui vẻ là tốt rồi không cần náo loạn nhanh chóng ném ca ca mang ngươi đi đánh bạo phá hảo hảo mang ngươi đi chơi vui vẻ một chút ta là hoàng đế huynh đệ ngươi là thân huynh đệ của ta thân đại ca bạn cũng thích ca rốt đúng tôi ta là hoàng đế cái này phó bản không phải tốt như vậy như vậy ngày mai ta mang đi ngươi đánh đơn giản ngươi ngươi cũng thích hồ la bạc đúng mọi người có thể xứng đôi đến cùng nhau đó chính là có duyên phận, về sau có thể tổ đội, hiện tại thật sự không thích hợp đánh. Lương Thu Nguyệt Mau đầu tư, không nên lãng phí thời gian. Ngay cả Lương Thu Nguyệt vẫn mang cương thi đi vòng quanh cũng không nhìn được bớt chút thời gian nói hai câu, nhìn ra, ba người thật sự phát ra từ nội tâm muốn liễu một nhanh chóng buông tha cho trận khiêu chiến này, phi thường không muốn cho liễu một trực tiếp mang đi ba cơ hội. Đối mặt với sự cảm hóa chân thành của ba người, liễu mộc ở tầng ba xa xôi ho nhẹ một cái sau đó trực tiếp bóp cò bùm lương thu nguyệt nhìn đầu cương thi trước mặt mình trực tiếp nổ tung biểu tình trên mặt nhìn không được có chút vặn vẹo hai hàng lông mày liễu suýt nữa trực tiếp dựng thẳng lên hai người bên cạnh lúc này vẽ mặt cũng dần dần vặn vẹo cuối cùng trực tiếp đeo mặt nạ thống khổ này mẹ nó manh tân ta mẹ nó ít 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 không đợi hai người ở không gian nói chuyện phím biểu đạt ra ý nghĩ phức tạp của mình lúc này, trong phó bản, theo con quái vật cuối cùng bị liễu mộc đánh chết, phó bản lúc này cũng bắt đầu cửa thứ hai. Đầu tiên là trên bầu trời một cái thật lớn, cửa thứ hai xuất hiện, sau đó xa sau phó bản lúc bắt đầu càng thảm thiết tru lên vang vọng tại lỗ tai mấy người, không chỉ là tiếng tru lên. Còn có so với lúc trước giày đặt tiếng bước chân cũng nhất tề từ trong mỏ tối đen như mực vang lên tiếng bước chân vô cùng hỗn loạn dày đặc, chỉ bằng cái này cũng biết trong cửa động tối như mực chỉ sợ có một đống lớn cương thi. Quả nhiên, sau một khắc, trong hai cái mỏ đều bắt đầu xuất hiện một đống lớn cương thi thân ảnh. Chỉ thấy thân ảnh dày đặc kia lờ mờ, vừa phát ra một trận gạo thét thê lương vừa vươn hai tay hướng lương thu nguyệt bên cạnh xe đạn dược lắc lư đi đến. Bất quá nhìn kỹ, cũng chỉ có một nhóm lớn cương thi, ngoài ra cũng không có quái vật khác mà cương thi này cũng là một trong những phế vật nổi tiếng của hình thức khiêu chiến tuy rằng nhìn qua rất dọa người nhưng bởi vì tốc độ di chuyển chậm chạp không thể nói không hề uy hiếp chỉ có thể nói quả thực vô hại đừng nói là cầm súng cho dù là cầm dao nhỏ chỉ cần cẩn thận một chút cũng có thể vô thương đem những cương thi này toàn bộ giết chết điều này cũng bình thường tuy rằng hình thức khiêu chiến khó khăn rất lớn nhưng cũng có một quá trình tuần tự tiến hành sẽ không trực tiếp chính là cương thi cưỡi mặt cho nên mấy cửa trước khó khăn cũng không lớn, đều là nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mấy người lúc này biểu tình vặn vẹo nguyên nhân cũng không phải bởi vì những cương thi này xuất hiện, mà là bởi vì liễu mộc biểu hiện ra thái độ, không có chút nào đầu hàng dục vọng, trực tiếp dứt khoát quyết đoán tiến vào cửa tiếp theo. Từ hành động của liễu mộc ba người có thể nhìn ra, đây là quyết tâm kéo ba người, trực tiếp để ba người đi theo hắn chôn cùng. Sau một khắc, ta là hoàng đế, cùng ngươi cũng thích hồ la bạc, trực tiếp nhìn không được, dự định để cho liễu mộc gia phả cùng mình phát sinh một ít vượt qua hữu nghị quan hệ. Lương Thu Nguyệt giờ phút này sắc mặt cũng là thập phần khó coi, bất quá bởi vì tính cách nguyên nhân cũng không có nói gì, chỉ là từ này kịch liệt phập phòng lòng ngực có thể nhìn ra nội tâm đè nén lửa giận. Mắt thấy một hồi nội đấu đoàn đội sắp bắt đầu. Ngay sau đó, động tĩnh còn kịch liệt hơn cả tiếng súng lúc trước của ba người vang lên nếu như nói ba người lúc trước thanh âm là tiếng súng máy, như vậy giờ phút này thanh âm chính là đại pháo nổ vang. Một loại cảm giác ba người mình đang ở chiến trường bị đạn pháo oanh tạc tự nhiên sinh ra. Động tĩnh to lớn này trực tiếp khiến ba người kinh hãi, biểu tình vẫn không có động dung quá lớn giờ phút này hai mắt cũng không nhìn được lộ ra một tia thần sắc trung động. Hai người ở lầu hai giờ phút này cũng bị dọa nhảy dựng lên, theo bản năng bưng súng lên nhìn xung quanh mà hai mắt nhìn chung quanh này cũng làm cho hai người biết rõ ràng là đồ chơi gì làm ra động tĩnh này. Giờ phút này thần sắc có chút dại ra, hai mắt tràn ngập nghi hoặc, khó hiểu, chấn động. Các loại cảm xúc giờ phút này đều có thể tìm thấy trong mắt hắn. Đừng nói là hắn, bên cạnh ở à ngươi cũng thích hồ la bạc giờ phút này cũng không khá hơn chút nào, miệng há có thể nhét vào một cái trứng gà. Dừng lại một lát, hai người nhìn không được, theo bản năng thì thào tự nói. Ta mẹ nó Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Cái quái gì thế? bà rét Ba rét, người bắn một phát vì một viên đạn Xác định vừa rồi không phải ga tin Bồ Tát đến cứu khổ cứu nạn Không đợi hai người vẽ mặt hòa hoảng Trên bầu trời một cái cực lớn khung sáng lên Cửa thứ ba, đứng ở tầng thứ hai Hai người trực tiếp tê dại Ta mẹ nó, vừa rồi là vật gì? Đạn hạt nhân sao? Tên lửa sao? ga tin bồ tát hạ phạm cứu thế sao tính toán đâu ra đấy những quái vật kia còn không có đi ra nửa phút cái này mẹ nó liền trực tiếp tốc độ ánh sáng thanh tràng ngươi đem bồ tát ga liên đặt ở cửa động cũng không nhanh như vậy a à. trong nháy mắt thiên ngôn vạn ngữ chặn ở bên miệng thế nhưng hai người dĩ nhiên một câu đặc biệt nói không nên lời chỉ là nội tâm bắt đầu hoài nghi nhân sinh không giống như hai người đứng ở tầng thứ hai giờ phút này bởi vì đứng ở tầng thứ nhất nguyên nhân cũng không có nhìn thấy ba rét bồ tát hạ phàm cứu thế hình ảnh nhưng là giờ phút này cũng giống như hai người đồng loạt trợn tròn mắt đây là ra bu g cái này mẹ nó nháy mắt một cái một đống cương thi đều biến mất cái này còn trực tiếp tiến vào cửa thứ ba có chuyện gì vậy tôi là ai tôi đang ở đâu tôi phải làm gì đây Nhìn bộ dáng chưa từng trải đời của ba người phía dưới, khóe miệng Liễu Mộc nhìn không được cười, đúng rồi, chính là như vậy, lần đầu tiên mình gặp phải đại ca cũng là loại bộ dáng hoài nghi nhân sinh này. Không nghĩ tới a à, không nghĩ tới, đại ca lại là chính ta. Nhìn không được, Liễu Mộc một trận sản khoái từ sâu trong nội tâm tự nhiên sinh ra, suýt nữa liền phát ra một tiếng rên rỉ kỳ quái. Bất quá cũng may Liễu Mộc lấy lực tự chế cường đại của mình chế trụ. PS, sách mới không dễ, quy cầu các vị đại thần nhóm đầu điểm hoa tươi, khen thưởng, đánh giá phiếu, bình luận, bái tạ. Phàm là có một, ngày mai trực tiếp 10 càng bộc phát. Chương 08 Khoác lên ba rết da ga Mặn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Ga tin đội Barepi Cá muối cũng muốn giả bộ một đợt tuy rằng mạnh mẽ khắc chế bản thân không phát ra tiếng trên rỉ kỳ quái gì nhưng liễu mộc cũng không muốn giả bộ cao lãnh gì bộ dáng ba người vừa rồi điên cuồng chiêu hàng liễu mộc vẫn chưa quên kỹ du ra a lão binh các ngươi vừa rồi muốn nói cái gì không nhìn thấy lời nói của liễu mộc lúc này vẻ mặt ba người phía dưới lúc này vẫn còn phức tạp không đơn thuần là hai người nhìn thấy liễu mộc nổ súng lương thu nguyệt cũng giống như thế chính mình dù sao cũng không phải kẻ ngốc, mặc dù không có nhìn thấy liễu mộc vừa rồi để ba rét Bồ Tát cứu khổ cứu nạn bộ dáng, nhưng là toàn trường liền bốn người, nhìn xem kia hai cái vẻ mặt trung động điểu ti, biến hóa này khẳng định không phải bọn họ tạo thành. Cho nên sự thay đổi này chỉ có thể là do liễu mộc tạo thành. Một người mới đáng yêu cấp một, trực tiếp quét sạch cương thi toàn trường. Cái này. Thật là làm cho Lương Thu Nguyệt có chút không biết nói cái gì cho phải không đơn thuần là lương thu nguyệt ba người giờ phút này đều lâm vào trầm mặc sau đó đồng loạt bắt đầu hoài nghi nhân sinh đây là ga liên sao phiên bản barrett của ga liên hay là súng được trang bị công nghệ cao gì đó không có đạo lý a à? thiên đạo trực tiếp giám sát mỗi một ván khiêu chiến mỗi cái phó bản đều là nối tiếp thiên đạo đồ chơi này trang khoa học kỹ thuật thiên đạo có thể không có phản ứng như thế nào nhìn như là một manh tân kỳ thật thân phận của hắn là con riêng của thiên đạo. Đang lúc ba người đồng loạt hoài nghi nhân sinh, đúng lúc này Liễu Mộc đem lời nói của mình phát tới không gian nói chuyện phím. Người đầu tiên nhìn thấy sự cẩn thận chính là Lương Thu Nguyệt, trước tiên nghĩ đến bộ dáng mình vừa mới khuyên hàng, lại nhìn lời nói lúc này của Liễu Mộc, Lương Thu Nguyệt trầm mặt. Hai người khác nhìn thấy tin tức cũng trầm mặt. Dù sao ai có thể nghĩ tới một cái manh tân mảnh cùng ba rét Bồ Tát Hạ Phạm giống nhau một lát sau vẫn là ta là hoàng đế trưởng thành một chút ta là hoàng đế không có gì chúng ta vừa rồi chỉ muốn nói manh tân cậu thật đẹp trai vừa nhìn đã có cảm giác an toàn xích lão binh cảm ơn khen ngợi nhìn ta là hoàng đế phát văn tự liễu mộc trong lòng đắc ý cười một cái đều nói ta là đại ca vừa rồi còn điên cuồng đầu hàng hiện tại biết ta không gạt người đi cũng phải thiệt thòi chính mình tính cách tốt bằng không tự vừa rồi bọn họ kia chiêu hàng dáng vẻ chính mình khẳng định trực tiếp đồng ý buông tha, khi đó, bọn họ liền cùng chính mình không có quan hệ. Vinh quang của phó bản khó qua cửa đầu tiên cũng không liên quan đến bọn họ. Cũng được, chung quy là tâm quá mềm, ta luôn là tâm quá mềm tâm quá mềm. Vừa ngâm nga ca khúc, Liễu Mộc vừa vui tươi hớn hở bắt đầu màn biểu diễn cá nhân của mình, bởi vì lúc này quái vật đã xuất hiện. Lương Thu Nguyệt lên tầng 2 cảm thấy mình nhất định là không quên được người mới đáng yêu này. Tiếng ầm ầm lại vang lên trong phế tích của cự nhân thành, chỉ trong chốc lát. Cửa thứ tư, Lương Thu Nguyệt phải thừa nhận, đây là người đầu tiên mình thấy đem ba rét chơi thành bộ dáng này. Manh Tân Thậm chí còn cảm giác súng này hoàn toàn liền cùng ba rét không có quan hệ gì, nếu như không để cho Lương Thu Nguyệt cho đồ chơi này một cái đánh giá, Lương Thu Nguyệt cảm thấy, súng cối tự động có lẽ mới là bộ mặt thật của nó không biết ý nghĩ của ở lương thu nguyệt nếu như là liễu mộc biết khẳng định khịt mũi coi thường pháo cối tự động có thể so sánh với thứ này của ta nó có thể bắn nhanh như tôi không bắn mạnh như vậy còn tự mang khóa lúc này liễu mộc chỉ có một ý nghĩ bà rét này chính là vợ của liễu mổ nhân ta sau này ngủ ta đều phải ông nó ngủ với lực giật này Sợi chân này, quy lực này, liễu mộc tỏ vẻ, mẹ nó, ta chịu được. Không chịu nổi. Bắn ba rét trong tay quả thực là một loại hưởng thụ. Nhìn đại sát khí phun ra lam hỏa thật lớn ở trong tay mình nhu thuận bộ dáng, lại nhìn quái vật kia trực tiếp bị nổ tung gốc nhìn trùng kích cảm giác. Ồ, cái quái gì thế, ba rét? Không. Vợ ơi! Ngay lúc liễu mộc điều khiển vợ mình vui vẻ, lúc này phó bản cũng đã đến cửa thứ năm. Căn cứ vào trí nhớ của lão binh 10 năm trong đầu, Yanagi nhớ được tình huống cửa thứ năm, hình như là bốn người tự bạo. Và một. Hút. Tự bạo, một loại quái tinh anh bị giết chết hoặc là tới gần người sẽ tự bạo, cộng thêm một người khổng lồ xanh miễn cưỡng có thể xưng là tiểu bốt. Ân, ừ, không hề khó khăn, đừng nói là nắm giữ ba rét trong tay, coi như cho liễu mộc một thanh súng máy bình thường liễu mộc cũng có tự tin một giọt máu không rơi đem, cửa thứ năm, cho qua. Quả nhiên, loại cửa ải cấp thấp này độ khó vẫn là rất thấp, bằng thực lực của mình mà nói cũng chỉ có bốt cuối cùng mới có thể có một chút cảm giác áp bách. Bất quá nghĩ tới đây thời điểm liễu mộc lại không thèm để ý cười cười, chỉ dựa vào chính mình trong tay khẩu súng này, quản nó là cái gì đâu rồi, tin anh quái hay là cái gì tiểu bốt, dù sao đều là trực tiếp giết chết kết cục. Chuyện khiến Yanagi bất ngờ xảy ra, lúc này ta là hoàng đế đột nhiên bắt đầu nói. Ta là hoàng đế đại ca đừng nổ súng cho chúng ta một cơ hội kiến thức một chút đi khó khăn này ta cũng là lần đầu tiên bắn cho một cơ hội đi ta là hoàng đế lúc này cũng hòa hoãn lại đại ca nha tiếp nhận sau cũng rất thơm này không trực tiếp bị mang theo liền đến cửa thứ năm rồi này nếu là chính mình một người đừng nói là khó khăn coi như là bình thường cũng không nhanh như vậy a à. nếu như là chỉ có chính mình như vậy cảm giác mình vẫn là rất vui lòng nằm nhưng tiếc là có một em gái. Nhìn ánh mắt nhìn liễu mộc, ta là hoàng đế thừa nhận mình chua sót. Này mẹ nó, một mình làm náo động, còn muốn dẫm lên chính mình đi qua. Dụ dỗ em gái. Cẩn thận suy nghĩ một phen, ta là hoàng đế, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, chính mình cũng phải làm chút gì đó, không thể để liễu mộc một mình ở đó trang bức. Huống chi, loại này có đại ca ở phía sau hộ tống, mình ở phía trước tùy tiện sống cơ hội cũng không phải mỗi lần đều có lần này mình không giả bộ một đợt sống lớn về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội tâm tư của một người thì rất khó đoán nhưng tâm tư của một người giả bộ phạm thì rất dễ đoán nhìn tin tức này liễu mộc liếc mắt một cái liền biết hắn có ý gì trầm ngâm một chút liễu mộc đột nhiên cảm thấy cũng có thể đáp ứng hắn cũng không phải đối với hắn có cảm tưởng tốt giúp hắn giả bộ một tay mà là liễu mộc đột nhiên nghĩ tới một điểm, phế tích thành cự nhân tự mình đánh không ít, nhưng đều là đời trước ở trên máy tính đánh. Hiện tại đến cái này phó bản, những quái vật kia cái gì khẳng định đều không giống nhau, chính mình một thương này trực tiếp dây, cũng không có cơ hội kiến thức một chút cái này phó bản quái vật là bộ dáng gì. Hiện tại hắn muốn đi trang bức, vậy dứt khoát để cho hắn trang, chính mình cũng có thể có cơ hội nhìn xem cái này phó bản quái vật bộ dạng gì. Nghĩ vậy Liễu Mộc liền hạ quyết định đồng ý với cách nói của người này, nhưng đúng lúc quái vật đã xuất hiện, Liễu Mộc cũng lười đánh chữ, tin rằng tên tội phạm trang bức này cũng có thể lĩnh ngộ được ý của mình. PS, sách mới không dễ, quy cầu các vị đại thần nhóm đầu điểm hoa tươi, khen thưởng, đánh giá phiếu, bình luận, bái tạ. Phàm là có một, ngày mai trực tiếp 10 càng bộc phát. Chương 09 Ma cải tự bạo U Linh Tầng thứ nhất không một bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Ma cải tự bạo U Linh Tầng thứ nhất vô nhất sinh hoàng Đợi một hồi, cho đến khi quái tự bạo đi ra liễu mộc cũng không có đáp lại, đương nhiên, cũng không có tiếng súng pháo nổ vang kia. Ta là hoàng đế cũng trực tiếp lĩnh ngộ được ý nghĩ ngầm thừa nhận của liễu mộc. Hát hát cười, ta là hoàng đế trực tiếp một cái xinh đẹp nhảy xuống, từ tầng thứ hai trực tiếp tự nhảy đến tầng thứ nhất đi, ở giữa còn rất chi tiết nhảy đến vũng nước, tránh cho khấu huyết kết cục. Không đơn thuần là một người, người cũng thích cà rốt, cũng nhảy xuống theo. Ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, trang bức, hay là ở trước mặt mùi tử trang bức, người muốn một mình giả bộ. Thân là một con đực trưởng thành, bạn cũng thích cà rốt, biểu thị loại chuyện này mình tuyệt đối không khoan dung. Đương nhiên, đây là đối với con người mà nói, đại ca như liễu mộc, người cũng thích cà rốt, cảm thấy mình kỳ thật cũng có thể nhẫn nhịn. Nhìn, nhìn ngươi cũng thích cà rốt, theo chính mình một khối nhảy xuống, ta là hoàng đế, ngược lại cũng không phẫn nộ, dù sao trang bức loại sự tình này, có người ở bên cạnh phụ trợ tự nhiên là tốt nhất. Bằng không làm sao có thể để cho người ta biết mình trâu bò đây. Hai người không hẹn mà cùng ăn ý liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều đồng loạt chạy tới cửa động tối như mực. Bốn con tự bạo quái, vừa vặn một người hai con, liền xem ai kỹ thuật tốt giả bộ một tay tốt bức. Rõ ràng, tự bạo quái cũng rất phối hợp với hành vi trang bức của hai người. Cửa động tối đen, chỉ thấy quái tự bạo trên tay là móng vuốt sắc bén, trên người phủ kín vật giáp cứng trắng dừng lại một lát, sau đó liền nhanh chóng đi theo sau hai người. Trang bức hai người cũng không hoảng hốt, trực tiếp một bên lui về phía sau một bên dùng súng bắn quái tự bạo đi theo mình, cứ như vậy, một hồi trò chơi mèo vần chuột cứ như vậy bắt đầu. Tầng thứ ba, Liễu Mộc ngồi trên một khối đá vụn không thể không thừa nhận, hai tên điểu ti này dám tới đánh khó khăn vẫn có chút tài năng, nhìn vị trí di chuyển kia, một hồi chạy nhanh một hồi rút lui, lại nhìn độ thuần thục của bản đồ kia, một hồi chạy vòng quanh xe đạn dược, một hồi từ tầng thứ hai nhảy xuống, một hồi lại gấp rút lui, ân, tương đối có một tay A. À. Nhìn nhìn, Liễu Mộc liền nghĩ tới kiếp trước của mình, kiếp trước Liễu Mộc di chuyển cũng nổi danh rất tốt thường xuyên dùng một con dao nhỏ đi vòng quanh da trắng giết chết người, thường xuyên tức giận người khác trở tay chính là một đống ân cần thăm hỏi thân thiết. Đến lúc đó Liễu Mộc lại cười ha hả, cho hắn thấy một chút tốc độ tay độc thân nhiều năm của mình. Đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không thắng, sự tình cuối cùng phát triển đều là một đám người mắng chửi đỉnh đạt rời khỏi phòng. Nghĩ đến hình ảnh kia ánh mắt liễu mộc đầu tiên là có một tia hoài niệm, sau đó nhìn không được thở dài một tiếng. Tiếp trước di chuyển cho dù tốt cũng là uổng phí, hiện tại trực tiếp từ chuột biến thành thao tác của bản thân, đại khái nhìn phía dưới hai mắt, liễu một phỏng chừng mình chỉ sợ thật đúng là không tốt bằng hai tên điểu ti di chuyển phía dưới. Bất quá điều này cũng không ảnh hưởng đến khí chất của liễu một đại ca, đều nói soái ca dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Người di chuyển cho dù ta có trở tay tự động khóa đầu, ai, liền hỏi ngươi khóa đầu sống này thế nào? Nghĩ đến một đám người ở trước mặt mình trái phải chạy loạn, khoảng cách phủ phục đi tới, sau khi mình một súng đem bọn họ giết chết sắc mặt của bọn họ, liễu một phát ra từ nội tâm lộ ra vẻ tươi cười. Ngay khi liễu một lộ ra nụ cười hiền phụ, phía dưới lại xuất hiện một tia biến cố. Hai người di chuyển tốt là không sai, mèo vần chuột cũng không sai, nhưng lại có một chút vấn đề chi tiết. Bởi vì hai người đây đều là lần đầu tiên đánh khó khăn hình thức, cho nên nội tâm đều ngây thơ cho rằng khó khăn hình thức tự bạo cùng bình thường hình thức tự bạo quái là giống nhau hai người không biết khó khăn hình thức tự bạo quái tốc độ sẽ nhanh một chút bởi vì cực ít ở trước mặt mùi tử trang bức nguyên nhân nội tâm quá mức hưng phấn hai cái trang bức quái đều không có phát hiện cái này thật nhỏ khác nhau cái này làm cho hai người càng ngày càng mệt mỏi tốc độ của mình cũng càng ngày càng chậm trong đầu kế hoạch tốt đường đi cũng chậm rãi xảy ra sai lệch bất quá bởi vì hưng phấn nguyên nhân hai người cũng không có phát hiện vấn đề này như cũ cho rằng hết thảy thuận lợi thậm chí hai người còn đang suy nghĩ làm sao lấy một cái hoàn mỹ tư thế kết thúc đến lúc đó mụi tử hai mắt tỏa sáng không chừng đi ra ngoài liền thêm cái hảo hữu đến lúc đó nghĩ đến hai người đều có chút xuất thần mà ngay tại xuất thần trong nháy mắt chỉ là một sát na hai người phạm vào một cái rất thái quá sai lầm ngay tại tầng thứ nhất đến tầng thứ hai thùng xe chỗ hai người dĩ nhiên đụng vào nhau. Nếu như là trong trò chơi, đụng vào nhau chỉ là đình trệ một lát liền từ bên người xẹt qua, nhưng là giờ phút này nhưng là ở phó bản bên trong, hai người đều có chân thật thân thể. Sau một khắc, hai người trực tiếp va chạm trên mặt đất. Ta là hoàng đế. Đậu má. Bạn cũng thích cà rốt. Địch. Không đợi hai người mắng chửi đỉnh đạt đứng lên, sau một khắc, bốn con tự bạo quái trực tiếp đem hai người bao vây. Ngay sau đó, Liễu Mộc đang nhớ lại phong cảnh kiếp trước của mình ở tầng thứ ba bị hung hăng lắc lư thân thể một cái. Nắm chặt ba rét, Liễu Mộc trợn mắt há hốc mồm nhìn tầng thứ hai, đầu óc trống rỗng. Ta mẹ nó, vừa rồi là có đầu đạn hạt nhân nổ tung ở tầng thứ hai sao? Không đợi Liễu Mộc kịp phản ứng, bên cạnh xe đạn dược, ba bóng người đột nhiên xuất hiện. Lương Thu Nguyệt nắm sát thủ màu bạc lúc này vẻ mặt mờ mịt, trong đầu đều là ta là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi phải làm gì đây? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sơ lược hồi tưởng lại, trong đầu cuối cùng ký ức chính là mặt khác hai người tại trượt quái, sau đó một cái sai lầm đụng vào nhau, sau đó chính là tầm nhìn tối sầm. Nghĩ đi nghĩ lại, Lương Thu Nguyệt sắc mặt mơ hồ, chính mình bị tự bạo quái nổ chết. Đừng nói giờ phút này phát mộng, hai người kia lúc này vẻ mặt cũng không khá hơn chút nào, đều là nhất tề trận trong mắt. Này mẹ nó, tự bạo quái, chẳng lẽ không phải chỉ có thể nổ bên người một khối nhỏ, uy lực cũng chính là một nửa máu sao? Đây mẹ nó là tự bạo quái. Có chắc đó không phải là bom hạt nhân không? Nhìn phía dưới ba người sống lại thân ảnh, liễu mộc cũng là hít sâu một hơi khí lạnh, ngoan ngoãn, này mẹ nó, một nổ một tầng. Này mẹ nó, khó trách thiên đạo đều muốn hữu nghị nhắc nhở khiêu chiến hình thức độ khó lớn a à, đây mới là cửa thứ năm tinh anh quái này nếu là đến phía sau bốt, vậy không trực tiếp làm cái máy móc Titan đi ra hủy diệt thế giới. Không biết liễu một phía trên đang suy nghĩ gì, giờ phút này hai người sắc mặt khó coi đồng thời cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Tin tức tốt duy nhất có lẽ chính là quái vật tự bạo bị giết chết, chỉ còn lại một người khổng lồ xanh. Trầm mặt một lát, vẫn là ta là hoàng đế nói chuyện. Ta là hoàng đế. Không có việc gì, một chút ngoài ý muốn vừa rồi chủ yếu là đụng tới cùng nhau, hiện tại liền còn cái hút, cái này hút không có kỹ năng, dễ đánh, lần này không có vấn đề. Cậu cũng thích cà rốt. Đúng đúng đúng, vừa rồi là ngoài ý muốn, thủ sinh, yên tâm, lần này không thành vấn đề. Nhìn hai người phía dưới nói ra lời nói, liễu một nhìn không được có chút trầm mặt. Nhất thời cũng không biết nên bội phục da mặt dày của bọn họ hay là đau lòng vì bọn họ mất mặt trước mặt mùi tử thì tốt hơn. PS, sách mới không dễ, Quy cầu các vị đại thần nhóm đầu điểm hoa tươi, khen thưởng, đánh giá phiếu, bình luận, bái tạ. Phàm là có một, ngày mai trực tiếp 10 càng bộc phát. Chương 09 Ma cải tự bạo U Linh Tầng thứ nhất không một sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 9 Ma cải tự bạo U Linh Tầng thứ nhất vô nhất sinh hoàng Đợi một hồi, cho đến khi quái tự bạo đi ra liễu mộc cũng không có đáp lại, đương nhiên, cũng không có tiếng súng pháo nổ vang kia. Ta là hoàng đế cũng trực tiếp lĩnh ngộ được ý nghĩ ngầm thừa nhận của liễu mộc. Hắc hắc cười, ta là hoàng đế, trực tiếp một cái xinh đẹp nhảy xuống, từ tầng thứ hai trực tiếp tự nhảy đến tầng thứ nhất đi, ở giữa còn rất chi tiết nhảy đến vũng nước, tránh cho khấu huyết kết cục. Không đơn thuần là một người, ngươi cũng thích cà rốt, cũng nhảy xuống theo ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản trang bức hay là ở trước mặt mùi tử trang bức ngươi muốn một mình giả bộ thân là một con đực trưởng thành bạn cũng thích cà rốt biểu thị loại chuyện này mình tuyệt đối không khoan dung đương nhiên đây là đối với con người mà nói đại ca như liễu mộc ngươi cũng thích cà rốt cảm thấy mình kỳ thật cũng có thể nhẫn nhịn nhìn, nhìn ngươi cũng thích cà rốt theo chính mình một khối nhảy xuống ta là hoàng đế ngược lại cũng không phẫn nộ dù sao trang bức loại sự tình này có người ở bên cạnh phụ trợ tự nhiên là tốt nhất bằng không làm sao có thể để cho người ta biết mình trâu bò đây hai người không hẹn mà cùng ăn ý liếc mắt nhìn nhau sau đó đều đồng loạt chạy tới cửa động tối như mực bốn con tự bạo quái vừa vặn một người hai con liền xem ai kỹ thuật tốt giả bộ một tay tốt bức rõ ràng tự bạo quái cũng rất phối hợp với hành vi trang bức của hai người cửa động tối đen chỉ thấy quái tự bạo trên tay là móng vuốt sắc bén trên người phủ kín vật giáp cứng trắng dừng lại một lát, sau đó liền nhanh chóng đi theo sau hai người. Trang bức hai người cũng không hoảng hốt, trực tiếp một bên lui về phía sau một bên dùng súng bắn quái tự bạo đi theo mình, cứ như vậy, một hồi trò chơi mèo vần chuột cứ như vậy bắt đầu. Tầng thứ ba, liễu một ngồi trên một khối đá vụn không thể không thừa nhận, hai tên điểu ti này dám tới đánh khó khăn vẫn có chút tài năng, nhìn vị trí di chuyển kia, một hồi chạy nhanh một hồi rút lui, lại nhìn độ thuần thục của bản đồ kia, một hồi chạy vòng quanh xe đạn dược, một hồi từ tầng thứ hai nhảy xuống, một hồi lại gấp rút lui, ân, tương đối có một tay A. À. Nhìn nhìn, Liễu Mộc liền nghĩ tới kiếp trước của mình, kiếp trước Liễu Mộc di chuyển cũng nổi danh rất tốt. Thường xuyên dùng một con dao nhỏ đi vòng quanh da trắng giết chết người, thường xuyên tức giận người khác trở tay chính là một đống ân cần thăm hỏi thân thiết. Đến lúc đó Liễu Mộc lại cười ha hả, cho hắn thấy một chút tốc độ tay độc thân nhiều năm của mình đánh cũng đánh không lại mắng cũng mắng không thắng sự tình cuối cùng phát triển đều là một đám người mắng chửi đỉnh đạt rời khỏi phòng nghĩ đến hình ảnh kia ánh mắt liễu mộc đầu tiên là có một tia hoài niệm sau đó nhìn không được thở dài một tiếng kiếp trước di chuyển cho dù tốt cũng là uổng phí hiện tại trực tiếp từ chuột biến thành thao tác của bản thân đại khái nhìn phía dưới hai mắt liễu một phỏng chừng mình chỉ sợ thật đúng là không tốt bằng hai tên điểu ti di chuyển phía dưới bất quá điều này cũng không ảnh hưởng đến khí chất của liễu một đại ca đều nói soái ca dựa vào khoa học kỹ thuật người nghèo dựa vào biến dị người di chuyển cho dù ta có trở tay tự động khóa đầu ai liền hỏi ngươi khóa đầu sống này thế nào nghĩ đến một đám người ở trước mặt mình trái phải chạy loạn khoảng cách phủ phục đi tới sau khi mình một súng đem bọn họ giết chết sắc mặt của bọn họ Liễu Mộc phát ra từ nội tâm lộ ra vẻ tươi cười. Ngay khi Liễu Mộc lộ ra nụ cười hiền phụ, phía dưới lại xuất hiện một tia biến cố. Hai người di chuyển tốt là không sai, mèo vần chuột cũng không sai, nhưng lại có một chút vấn đề chi tiết. Bởi vì hai người đây đều là lần đầu tiên đánh khó khăn hình thức, cho nên nội tâm đều ngây thơ cho rằng khó khăn hình thức tự bạo cùng bình thường hình thức tự bạo quái là giống nhau, hai người không biết, khó khăn hình thức tự bạo quái tốc độ sẽ nhanh một chút bởi vì cực ít ở trước mặt mùi tử trang bức nguyên nhân nội tâm quá mức hưng phấn hai cái trang bức quái đều không có phát hiện cái này thật nhỏ khác nhau cái này làm cho hai người càng ngày càng mệt mỏi tốc độ của mình cũng càng ngày càng chậm trong đầu kế hoạch tốt đường đi cũng chậm rãi xảy ra sai lệch bất quá bởi vì hưng phấn nguyên nhân hai người cũng không có phát hiện vấn đề này như cũ cho rằng hết thảy thuận lợi thậm chí hai người còn đang suy nghĩ làm sao lấy một cái hoàng mỹ tư thế kết thúc đến lúc đó mụi tử hai mắt tỏa sáng không chừng đi ra ngoài liền thêm cái hảo hữu, đến lúc đó. Nghĩ đến hai người đều có chút xuất thần, mà ngay tại xuất thần trong nháy mắt, chỉ là một sát na, hai người phạm vào một cái rất thái quá sai lầm. Ngay tại tầng thứ nhất đến tầng thứ hai thùng xe chỗ, hai người dĩ nhiên đụng vào nhau. Nếu như là trong trò chơi, đụng vào nhau chỉ là đình trệ một lát liền từ bên người xẹt qua, nhưng là giờ phút này nhưng là ở phó bản bên trong, hai người đều có chân thật thân thể. Sau một khắc, hai người trực tiếp va chạm trên mặt đất. Ta là hoàng đế. Đậu má. Bạn cũng thích cà rốt. Địch. Không đợi hai người mắng chửi đỉnh đạt đứng lên, sau một khắc, bốn con tự bạo quái trực tiếp đem hai người bao vây. Ngay sau đó, Liễu Mộc đang nhớ lại phong cảnh kiếp trước của mình ở tầng thứ ba bị hung hăng lắc lư thân thể một cái. Nắm chặt ba rét liễu một trận mắt khá hốc mồm nhìn tầng thứ hai đầu óc trống rỗng ta mẹ nó vừa rồi là có đầu đạn hạt nhân nổ tung ở tầng thứ hai sao không đợi liễu một kịp phản ứng bên cạnh xe đạn dược ba bóng người đột nhiên xuất hiện lương thu nguyệt nắm sát thủ màu bạc lúc này vẻ mặt mờ mịt trong đầu đều là ta là ai tôi đang ở đâu tôi phải làm gì đây chuyện gì vừa xảy ra vậy sơ lược hồi tưởng lại trong đầu cuối cùng ký ức chính là mặt khác hai người tại trượt quái, sau đó một cái sai lầm đụng vào nhau, sau đó chính là tầm nhìn tối sầm. Nghĩ đi nghĩ lại, Lương Thu Nguyệt sắc mặt mơ hồ, chính mình bị tự bạo quái nổ chết. Đừng nói giờ phút này phát mộng, hai người kia lúc này vẻ mặt cũng không khá hơn chút nào, đều là nhất tề trận trong mắt. Này mẹ nó, tự bạo quái, chẳng lẽ không phải chỉ có thể nổ bên người một khối nhỏ, quy lực cũng chính là một nửa máu sao? đây mẹ nó là tự bạo quái. Có chắc đó không phải là bom hạt nhân không? Nhìn phía dưới ba người sống lại thân ảnh, liễu mộc cũng là hít sâu một hơi khí lạnh, ngoan ngoãn, này mẹ nó, một nổ một tầng. Này mẹ nó, khó trách thiên đạo đều muốn hữu nghị nhắc nhở khiêu chiến hình thức độ khó lớn A, à, đây mới là cửa thứ năm tinh anh quái, này nếu là đến phía sau bốt, vậy không trực tiếp làm cái máy móc titan đi ra hủy diệt thế giới. Không biết liễu mộc phía trên đang suy nghĩ gì? giờ phút này hai người sắc mặt khó coi đồng thời cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Tin tức tốt duy nhất có lẽ chính là quái vật tự bạo bị giết chết, chỉ còn lại một người khổng lồ xanh. Trầm mặt một lát, vẫn là ta là hoàng đế nói chuyện. Ta là hoàng đế. Không có việc gì, một chút ngoài ý muốn, vừa rồi chủ yếu là đụng tới cùng nhau, hiện tại liền còn cái hút, cái này hút không có kỹ năng, dễ đánh, lần này không có vấn đề. Cậu cũng thích cà rốt đúng đúng đúng, vừa rồi là ngoài ý muốn, thủ sinh, yên tâm, lần này không thành vấn đề. Nhìn hai người phía dưới nói ra lời nói, liễu một nhìn không được có chút trầm mặt. Nhất thời cũng không biết nên bội phục da mặt dày của bọn họ hay là đau lòng vì bọn họ mất mặt trước mặt mùi tử thì tốt hơn. PS, sách mới không dễ, quỳ cầu các vị đại thần nhóm đầu điểm hoa tươi, khen thưởng, đánh giá phiếu, bình luận, bái tạ. Phàm là có một. Ngày mai trực tiếp 10 càng bộc phát